Mình đã tiếc vì không biết món gà tím thơm ngon hấp dẫn dễ làm như thế này sớm hơn quý vị. Quỳnh Phương xin kính chào tất cả quý vị nha, đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm từ rau củ quả đơn giản hoặc là đậu hũ đó quý vị. Rồi bây giờ thì có một cái món từ gà tím nè. Đó, món này dễ làm mà cũng rất là thơm ngon, bắt cơm. Đó, bây giờ Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp để thực hiện món cà thím này với Quỳnh Phương nha. Để làm cái món này á, quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương trước tiên là một trái cà thím to to một xíu ha, mập mập một xíu. Rồi một trái cà chua luôn. Rồi bên cạnh đó thì mình cũng chuẩn bị thêm vài trái tắc nha. Rồi hành tím nè, ớt nè. Đặc biệt là có quế, lá quế cho nó thơm. Mình để nguyên cây nha. Trước tiên á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một ít muối hạt ha quý vị. Khoảng muỗng vậy đó. Rồi cho ít giấm vô nè. Rồi bây giờ là cho nước vô. Rồi mình quậy cho muối nó tan tan ra một xíu. Sau đó thì đem trái cà nè, mình đi cắt bỏ cái phần cuống đi. Sau đó thì Quỳnh Phương sẽ cắt cà này ra làm hai ha. Mình cắt là mình lưu ý là mình sẽ để vô nước liền, tại vì cà này mình để ngoài á, nó rất là mau bị đen luôn quý vị, tại vì nó ra nhựa nên nó rất là mau đen, nên mình phải cắt nhanh. Rồi cứ cắt miếng dài vậy ha, hoặc là ai thích thì để nguyên trái mình cắt dài dài vậy ra luôn cũng được, nhưng mà để cho nó gọn hơn thì cắt làm hai. Rồi mình hãy cắt thành những miếng gì. Giờ mình sẽ ngâm trong cái phần nước muối với giấm thì nha. Nó ngâm đây xíu đi, tranh thủ thì mình sẽ đi cắt hành tím. Đó, hành tím thì cắt thành những cái lát mỏng mỏng vậy đó. Rồi sau đó thì chúng ta cũng băm ra luôn, băm cái phần hành tím này. Mình cũng không cần mà băm cho nó thiệt là nhuyễn đâu quý vị. Đó, mình băm vừa tới là được rồi. Rồi giờ để qua bên nha. Công đoạn tiếp theo nữa là mình bắt đầu mình băm ớt nè, trái ớt nhỏ nhỏ này đó. Ai mà không thích cay nhiều thì có thể sử dụng trái ớt sừng. Ớt sừng thì cắt một khúc rồi đó, mình cũng băm ra luôn, nó sẽ ít cay hơn. Rồi băm nhuyễn trái ớt này xong rồi đó, giờ mình sẽ đem để qua một bên. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đi cắt cà chua nha. Cà chua này cắt bỏ cái phần cuống trước. Sau đó thì mình sẽ cắt muối ra. Đó, mình sẽ cắt cái dạng muối cao á, để sang bên luôn. Giờ mấy trái tắc ha, 4-5 trái, 5-6 trái gì đó. Biết nước ít nước nhiều thì mình thủ qua 1 chục trái quý vị. Mình ăn chua ít hay chua nhiều nữa. Giờ cắt làm hai trước đi. Rồi, giờ để nó qua đây rồi chuẩn bị mình đi đi dắt lấy cái nước nó luôn. Giờ mình Phương sẽ dắt hết khoảng 5 trái này. Hiện lát mình dùng nhiêu á, ít nhiều gì đó, thì mình sẽ gia giảm cái lượng nước tắc này nha. Nặng mình lấy cái phần nước, bỏ hết cái phần hạt. Này chắc cũng khoảng được vài muỗng canh nè. Lắc lắc cho cái phần nước này nó chảy xuống nè. Nước tắc này nó rất là thơm nha. Mình không dùng nước tắc thì có thể dùng nước chanh cũng được. Rồi giờ quay lại với cái phần cà tím. Nãy giờ mình ngâm trong nước muối với giấm nè. Cái cà tím này nó sẽ không có bị thâm đen nha, nó ít bị á. Nếu mà để ngoài chút xíu là nó bị đen hết rồi. Giờ dớt ra để vô cái rổ cho nó ráo nước. Mới bắt cái chảo lên đó, chảo là mình cho cái chảo nó nóng lên nha. Sau đó thì cho cái phần cà tím này vào
để chúng ta áp chảo cho hết vào luôn. Rồi trở qua trở lại để cho chảo nóng nha, giống như là mình áp chảo mình nướng sơ cái phần cà vậy đó, chủ yếu là để cho cà nó rám rám cái mặt một xíu, lúc mình nấu nó sẽ bị ít, gọi là ít rã đó quý vị, ít bị nát á. Rồi mình đợi khi nào mà mình thấy cái miếng cà tím này nè nó vàng vàng lên đó, nó vàng vàng nó cháy cháy lên xíu gì rồi đó là được rồi đó. Giờ bắt đầu đem miếng cà tím này đem ra ngoài đó, cho ngoài cái rổ đi, đợi cho nó nguội nguội xíu mới lấy cà, nó còn khá là nóng á. Rồi cho hết vô cái rổ này, tiếp theo là mình bắt một cái chảo lên, cho khoảng một muỗng canh dầu vào, đảo sơ một cái. Tiếp theo là cho hành tím, cho hết cái phần hành tím vào đây để mình phi qua một cái, phi qua cho nó thơm nha, đảo đều luôn. Rồi mình phương ngửi thấy thơm thơm rồi nè, nó bắt đầu bây giờ mình cho thêm cái phần cà chua vào luôn. Rồi cứ vậy mình xào cho cà chua nó mềm ra luôn hết quý vị. Sau đó thì mình cho nước, cho khoảng nửa chén nước vậy đó. Giờ nêm nếm gia vị luôn. Trước tiên là dặn xíu muối nè. Rồi đường, đường thì mình ăn ngọt ít ngọt nhiều thì mình gia giảm ha, mình phương trước là cho 2 muỗng. Rồi bây giờ là cho 2 muỗng nước cốt tắc vô nữa. Mình đợi nước sôi lên xíu, rồi mình cho thêm sốt cà chua trước đi quý vị. Rồi tương ớt nữa, cho khoảng nửa muỗng tương ớt, 1 muỗng sốt cà chua nha. Nó mình đun cái gia vị này lên cho nó sôi lên á, rồi mình nêm nếm lại một xíu nữa coi vừa khẩu vị mình chưa, có thể gia giảm một xíu đường, một xíu nước cốt tắc để mình cho nó vừa miệng gia đình mình á. Trong lúc mà đợi nước nó sôi thì mình sẽ cắt cái phần cà tím này, mình để nguyên cũng được, mình phương thì mình phương cắt nhỏ nhỏ, nó cắt xéo xéo rồi đó, còn mấy miếng nào mà thấy nó hơi bể bể thì khỏi nha. Rồi cắt xéo xéo nhìn cho nó lạ lạ mắt cho nó ngon. Rồi cứ vậy mình cắt hết luôn, để nãy giờ mà cũng còn khá khá nóng á, mấy miếng ở dưới nó còn nóng á, còn miếng dưới nữa rồi quý vị. Wow, rồi cái này nó tự tách ra luôn này. Cái này cũng vậy luôn, mình phân cắt xéo xéo. Rồi đi còn miếng nữa nè. Một miếng cuối cùng nha. Nó nằm dưới nên nó còn rất là nóng luôn, mình phương lấy lên nè, nó còn bốc khói luôn á. Rồi xong rồi đó, bây giờ chắc bên cái phần nước sốt của mình á, chắc nó cũng đi còn miếng nữa quý vị. Đó, cái phần nước sốt đó chắc nó cũng đã sôi rồi đó. Rồi thôi rồi, giờ tranh thủ vớt bọt nha. Rồi cho cái phần cà vô đó, cho hết cái phần cà vô đó, mình để lửa lớn lên cho nó nước nó sôi, gia vị nó thấm vô cà một xíu nữa. Rồi khi mà nước sôi lên á thì có bọt thì mình vớt đó, rồi mình chan chan lên gì nè, sau đó thì có thể hạ lửa nhỏ nhỏ xuống rồi mình nấu thêm khoảng 1-2 phút gì nữa đó quý vị. Đó là xong rồi đó,
Khi mà xong rồi đó, thì mình nêm nếm vừa ăn hết rồi đó, thì mình sẽ bắt đầu ngắt cái phần lá quế ha. Lá quế thì khi nào ăn mình mới ngắt mình cho vô. Ai mà thích nhiều nước hơn có thể mình cho thêm xíu nước nữa, rồi nêm nếm lại cho nó vừa ăn cũng được nữa quý vị. Rồi cho lá quế, giờ khi nào ăn thì mình mới cho vô nha, cho nó giữ được cái hương quế á, thơm. Cho vài trái ớt vô nữa để cho nó đẹp mắt. Vậy là Quỳnh Phương đã làm xong cái món cà tím sốt chua ngọt đó quý vị, chua chua ngọt ngọt thơm thơm đó, xúc vô ăn miếng cơm nữa rất là bắt luôn á. Rồi Quỳnh Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà.